Điệp nửa đi đầu đây. Lửa em hả? Ờ. Giữa này, ý là giữa là mua đồ về khao anh em ấy. Không phải, à rửa. Nhưng mà em không biết. Nhưng mà thầy đẹp nổi đó. Xe bán lắm, đúng rồi. Nhìn đồ thầy bui ở phê, ở dưới lớp, cả lớp bui, nhìn đồ thầy bui nhiều quá. Thầy rửa xe để cho sạch. Ở Việt Nam á, mua cái gì ấy, ai mua cái gì mà mới đấy. Vâng. Là như kiểu là khao ấy, liên hoan ấy. Vâng. Chẳng mua đồ về, như nên đồ mua đồ về mời cháu Arianu, mới là cháu mời bàn xoa, mời Mateo ấy, mời mấy anh em ăn ấy. Nếu mà nhiều tiền thì mua nhiều, mà ít tiền mua ít, chẳng hạn mua nước ngọt hay mua bánh kẹo gì đấy. Gọi là khao, là rửa xe. Rửa, kiểu như là rửa phải mua đồ à? Em Ok, hello chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel Lindo Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Hôm qua Lindo về vợ Điệp đi mua xe mới về đây rồi. Đấy. Là thầy Điệp bảo Lindo ấy xe mới, đi rửa xe mới đúng không? Đi rửa xe. Bây giờ Lindo đã vợ về con cũng vợ cho con ngủ các bạn ạ. Đấy, nên là Lindo nói nhỏ để con không dài nhá. Đó là ôm mù rồi, Lindo có ôm mù rồi. Vậy là dài Gaskova, không biết là Việt Nam kiểu gì. Bây giờ là Lindo sẽ sang bên nhà của mấy anh em Việt Nam để rửa xe cũng để dừng ở nhà mấy anh em Việt Nam nha các bạn. Ok, cả số để múc nước. Ồ rồi, chứ có ôm mù thôi, phải là sai thôi các bạn ạ. Ok, bây giờ đi. À, hồi sẽ nói vợ là trong đi rửa xe nhá. Mua lê, mua đây đi. Sí. Yeah, ok, anh đã có số lavar một số. Rápido, después vengo ya, ya. Ok nha các bạn, xe đấy rồi, dừng đây ở nhà của anh em Việt Nam rồi. Hôm qua mua xe này, Điệp thầy là xe bán lắm, xe bán lắm, Điệp bảo rửa xe đấy. Bây giờ là đến đồ dừng xe ở phía ngoài để rửa các bạn. Ok, đây là có Skoda, bên này có Skoda, dài, đây là Omu. Ok, về đây nha. Thì ra phía ngoài rửa xe đấy. Trẻ nắng nhờ, mỏi tính luôn đấy. À, các bạn thấy chưa? Mỏi tính. Đi thôi. À, thầy nặng quá các bạn ạ. À, nặng quá. Nhưng mà dừng xe đây thôi. À, đợi, quay lại đấy. Quay lại. À, như thế này các bạn. Ok luôn. Nặng quá các bạn không cảm nhá, Lindo sẽ có múc nước rồi đây. Đầy cả sơn luôn. Ok. Lại mù đổ vào. Rửa luôn nhá. Dài cũng ôm mù đây rồi các bạn ạ. À, anh đang ngồi. Ai đâu? Anh. Dạ dạ. Vâng, cảm ơn anh ạ. Nhưng mà rửa xe các bạn, anh ạ. Em rửa xe. Nhưng mà em vui. Hôm qua gì nó bẩn mà rửa. Và nhưng mà Điệp bảo rửa xe, nhưng mà Điệp nói là cũng Lindo thầy xe bẩn lắm. Xe rửa, bây giờ Lindo có mua rồi, xe đấy rồi. Điệp nửa Lindo đây. Lửa em hả? Ờ. Rửa này, ý là rửa là mua đồ về khao anh em ấy. Không phải, đã rửa. Nhưng mà em không biết. Nhưng mà thầy đẹp nổi đó. Xe bán lắm. Đúng rồi. Nên đồ thầy bui ở phê, ở dưới lớp, cả lớp bui. Nên đồ thầy bui nhiều quá. Thầy rửa xe để cho sạch. Ở Việt Nam á, mua cái gì ấy, ai mua cái gì mà mới đấy. Vâng. Là như kiểu là khao ấy, liên hoan ấy. Vâng. Chẳng mua đồ về, như nên đồ mua đồ về mời cháu Arianu, mới là cháu mời bàn xoa, mới mời Mateo, mới mời mấy anh em ăn ấy. Nếu mà nhiều tiền
thì mua nhiều mà ít tiền mua ít, chẳng hạn mua nước ngọt hay mua bánh kẹo gì đấy, gọi là khao, là rửa rửa xe. Rửa kiểu như là rửa phải mua đồ à? Em ạ. Các bạn nha, lần đầu tiên xin lỗi không biết đâu. Quá, có thật không? Thật, điệp nữa đây. Nhưng mà nha, Việt Nam nha. Vâng. Chẳng hạn anh mua xe máy này. Vâng. Là anh nên đầu bạn của anh đúng không? Vâng, đúng. Hay là mới là Điệp, mới là Linh bạn của anh đúng không? Vâng. Anh bảo là gọi là rửa khao ấy, anh có cái này mới đúng không? Anh đúng, có xe đúng, máy này mới đúng. Đúng, không? Đúng. Anh muốn mời tất cả mọi người đến. Anh nhiều tiền thì anh mua đồ ăn, mua gà, mua bò, mua dê về mọi người đi ăn cơm. Nếu mà anh có ít tiền thì anh mua nước ngọt thôi, mới là hoa quả hay bánh kẹo thôi, đến uống nước thôi. Kiểu như là rửa xe rồi. Đấy, đi mơ bộ. Khao giá mới này. À, khao giá mới. Khao đồ mới mình mới mua này. Và đây, nhưng mà em biết là dịch Việt Nam ấy, em biết là ăn mừng có xe mới. Đây, ăn mừng này cũng như thế. Nhưng mà đi đồ hiểu khác nhau này. Đi rửa xe này phải rửa một ngược, rửa xe để sao chạc. Xe để xe chạc. Việt Nam cũng như bên đây cũng nhiều vùng này, có mỗi vùng nói một kiểu, chẳng hạn là có vùng nói là rửa xe này, có một xe mới gọi là rửa xe mới này. Và có vùng nói là khao xe mới này. À kiểu rửa. Kiểu vậy đấy. Hiểu không? Nói đại diện là đúng không? Điểm lừa. Dì hiểu đấy các bạn ạ. Lần đầu tiên đến đó chưa biết đâu. Thôi lần... ra rửa xe đi cũng được. Vâng. Không biết mình cái rửa xe. À được thì là đến đó lấy ít tiền. Làm kiểu như là Việt Nam luôn đấy. Có xe mới, lên đó sẽ cắm tiền, đấy, mua gà, mua nước ngọt, mua bia. Là lên đó có nhiều tiền thì lên đó mua gà, nếu mà lên đó không có tiền thì lên đó mua nước ngọt thôi. Và nhỉ. Mua cái gì, hoa quả hay bánh kẹo gì đấy. Và đấy, thì đúng. Sẽ khao xe mới đấy. Vậy đúng và khao xe mới. Nhiều Việt Nam kiểu nhiều vùng mỗi vùng gọi một kiểu khác nhau, không giống nhau. Và anh ạ. À. À rồi, ôm là dây nước để sao nhá các bạn. Đi rồi vào nhà lấy ít tiền thôi. Kêu vào bốn anh, bốn áo nhiêm mà ở trong tím để sẵn, cũng như là cả vợ, quên ai cả anh em ở trong tím, làm cùng linh rồi nhá các bạn. Cũng như là anh em Việt Nam luôn đấy ngồi đây. Nhưng mà không ăn đây, nhà ở nhà anh em Việt Nam đâu, sang nhà Lindo mà, được không anh ạ? Không cho bọn anh rửa. Đúng. Và... sao bọn anh à? Vâng. Nhưng thôi, mà... này, anh nói này. Và... ví dụ mà Lindo ấy, có nhiều người quá, Lindo mua nước ngọt thôi, và... mua đồ thôi. Nhưng mà mời tất cả anh em ăn cơm mà không mời cả thì không được. Và... đúng không? Và đúng. Anh già có nên đồ có 5 người. Đúng. Bạn thân đúng không? Và đúng. Mà nên đồ mời có 3 người còn 2 người nên đồ không mời là không nên đồ không tốt. Và thì đúng thì đúng đó. Mời tất cả 5 người nhưng mà nên đồ mua gọi là mua nước thôi, nước ngọt thôi. Thì không, đúng. Không bắt buộc là phải, phải khao là phải có cơm mới khao. Đúng. Có nước ngọt cũng được. Đúng. Bánh chứ coi như là hoa quả cũng được. Coi như là một nước ngọt kiểu cả anh kiểu bân thần. Cả bản thân á vào bạn nơi chuyên á linh đồ hôm nay kêu bản thân ngồi ở trên bàn thôi. Ở trên bàn nổi chuyên thôi mới có nước một nước ngọt thôi chứ là à? Với Việt Nam ăn không quan trọng và, quan trọng là nổi chuyên linh đồ biết suy nghĩ này là không. Ok và cảm ơn anh là ăn không quan trọng đúng à. Thì đúng rồi linh đồ và cũng thế mà. Hiểu tin luôn đấy hiểu vậy và nó ra sửa trước được và rửa xe ôm mua xà phòng là để sao? Rửa xe là gì? Đi đồ sẽ đi mua đồ đấy. Dạ, nhá. Và sẵn về nhà chạy nhà về nhà là ở nhà có 10.000. 10.000 quan đây là được rồi anh ạ. Và không, nhưng mà phải rửa. Lần đầu tiên các bạn ạ, không biết là rửa xe như thế nào. Chỉ có rửa xe múc nước về xà phòng là rửa thôi, cho sạch. Bắt đầu rửa xe mới phải có đồ kiểu như là người Việt Nam luôn ấy. Ok chị đang nghe giờ ôm mua xà phòng cả nước ấy, cả nước múc rồi lại tay trước mời vào muốn lấy ông mua anh đang kêu là làm gì đấy em làm gì rửa xe mới à hả vâng
Không phải đẹp đứa đâu. Nhưng mà rửa xe về sao phong của ông mua là để sao? Nhưng có như là rửa xe phải có đồ ăn uống không đủ cả. Một tí thôi cho vui thôi các bạn ạ. À. Các bạn comment nhá. Linda làm như thế nào? Ok. Linda rửa xe bỏ thêm quà ấy, mua bánh kéo về là mà trái ngược ngờ thôi. Đấy. Linda suy nghĩ là có nhiều cả anh em mà tao tìm nhiều quá. Linda cũng vô nữa. Đấy. Linda không mang, không có thời gian làm tiệc như thế này. Để sao? Bởi sao là Linda mang tiệc lớn hơn hôm nay nhá các bạn. Thấy chứ, các bạn có hiểu không? Như gọi là vô bề con. Đấy, cùng mấy anh em tất cả tao tìm nhiều quá. Đấy, Linh đó cũng có thời gian mua ga để làm để ăn uống xe mới kiểu như là rửa xe thôi. Đấy, các bạn để sau Linh đồ làm tiệc lớn hơn hôm nay nhé các bạn. Ok, bây giờ là vợ cũng ngồi nhá, về con vợ bể con cho ngủ. Ok, giờ Linh đồ rửa xe thôi. Múc cả xà bông rồi. Khác nhau rửa xe bên này này. Ở bên này là có bụi, thầy bụi rửa xe. Khác nhau là tín rửa xe được, xe mới phải là có ăn uống. Đúng. Ok. Lớp trước. Đấy, lửa lớp trước. Rửa xe. Lớp tước, đưa lớp tước. À ok, rồi. Còn đúng không? À, không phải. Ok, chuẩn. Đây là rửa được. Đầu tiên là rửa lớp. Đấy, được. Mồi tính luôn các bạn ạ. Mồi tính luôn các bạn ạ. Xe này nó mồi tính. Lớp bẩn quá. Rửa xe Linh đồ khoảng một tuần một lần. Đấy, đi làm không có thời gian nhiều đâu. Đi làm là chỉ có một ngày một tuần là rửa một lần thôi. Để cho rửa máu. Cho máu. Lớp đen rồi hả? Bụi cả hết rồi. Bồ xà bông rồi nhá. Xà phòng rồi. Ôm mu rồi. Ok các bạn. Linda. Đấy các bạn thấy chưa? Tối rồi. Đấy. Nên là Linda thầy sắp mưa rồi. Do to lắm các bạn. Nên là Linda không ăn muôn nhưng mà như coi như là không rửa xe được. Đấy, tui lắm cả mấy anh em mà tao tìm ấy chưa đến cả. Đấy, nhưng mà thầy sắp mưa rồi. Giờ Linda thì dính xe ở phê tông nhà có mấy anh em Việt Nam. Linda thuê bán ghe rồi bán. Đấy, hay bán đấy rồi ở phê tông có 10 bánh 50 đếm đi 5 10 12 ghế là ba bán đấy các đồ đấy rồi đã đồ Linh đồ mua đầy đủ rồi các bạn ạ. Thấy chưa? Đấy, ngược ngọt hay cái ngược ngọt là hai hộp bánh quý các bạn ạ. Nên là giờ Linh đồ này các bạn không cầm nhá. Sắp mưa rồi. Các bạn chỗ Lindo đấy, chủ nhật Lindo sẽ chủ nhật làm luôn các bạn. Đấy, cũng như là ở nhà bốn anh em nhưng mà xa gần hai cái các bạn. Đấy, sắp mưa rồi là nhưng mà anh em không đến được. Đấy, xa hai cái các bạn thấy chưa? Mẹ vợ con con về vợ chào Mario chào Ariano đang ở trong nhà nhá. Dạ. Yeah.
đấy, xe mồi thính dừng đáy để ăn muốn rửa xe đấy, rửa xe đi. Các bạn cho Lindo chủ nhật, Lindo sẽ rửa xe chủ nhật nhá, quay cho các bạn xem nhá. Đấy. Ok, giờ Lindo lại sẽ riêng xe ở trong nhà có mấy anh em Việt Nam á, anh Mateo đấy, anh làm về anh đang Lindo sẽ xin anh Mateo giúp Lindo nhá, Manu. Anh Mateo mời xe các bạn ạ, à. Không phải mời xe mời ra nhà, nhưng mà Lindo sẽ giúp, xin giúp Lindo. Ok, hello, chào các bạn, tên Mateo. Yeah yeah, Manu, chúc bác số. Sí. Em sẽ giúp đỡ. Ok. Sí. Vai con va. Yeah. Ah, obrigado. Anh Mateo là đang biệt. Ariano cũng ở trong nhà bè con đấy. Yeah. Ah. Vâng. Ah, yeah. Obrigado. Muito obrigado. Já, ainda vou falar um pouco aqui agora. Sim. Já. Aí, acabar, né? Ok, hello. Tchau, acabar. Me tem o Adriano. Ok, hello. Tchau, acabar. Me tem o Mari. Ok. Nhưma Lindo, không xin hai cháu. Thầy hai cháu bè con. Để con không khóc. Đấy. Mẹ con, cũng như là vô Lindo ấy. Xếp đồ nào rửa sạch ở trên giường các bạn ạ. Nên là không xin hãy chào để giúp Lindo đấy, bùng xe chứ có anh mà theo thôi đấy. Okay, các bạn, hôm nay Lindo sẽ làm một video rửa xe nên là không được, sắp mưa rồi, tối rồi, cả mấy anh em tôi tìm chưa đến cả, mà sắp mưa không đến được, là các bạn chờ hôm sau cái như là kiểu như là chủ nhật các bạn đấy. Lindo làm rửa xe. Yeah, tipo hoje, mano. Sim, sim. Oi, aí, Mateo, tu yeah, tipo hoje. Ele ia fazer, dizer que ela vai mudar, né? Ok. Yeah. Agora com a chuva e o vento. Já tô lá no cabana. O vento forte. E também os meus irmãos também, os colegas não vieram. Sim, não vieram. Por causa também da chuva. Sim. Yeah. Sim. E vamos deixar para domingo. Tá okay. Entendendo, mano? Ah, semana de ano, entendendo, né? Sim. Ok, ok. Sim. Ah, de vamos chegar, cabana. Ok, vai lá. Ok, video hôm nay xin dừng tại đây. Mời ngay theo video này hay, theo ý nghĩa và đăng ký kênh Lindo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ hai anh em nhá. Chào các bạn.